bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Cảm xúc rung động, cầm tay ai, trao em ánh mắt ấy ngại
thưa bà con thân thuộc, trước hết chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị và bà con thân thuộc đã bỏ chút thời giờ quý báu đến đây để tham dự cái buổi lễ kỷ niệm 50 năm của chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự được trên đó quý vị đến chúc vui và chia vui cùng với gia đình chúng tôi. Nhân dịp này thì chúng tôi xin phép được quý vị cho chúng tôi được có đôi lời với người bạn đời đã 50 năm theo chúng tôi sát cánh cùng đồng cam cộng khổ và chia sẻ những ngọt bùi đắng cay trong suốt thời gian qua, và để tạo dựng một gia đình ngày hôm nay, một gia đình, một mái ấm gia đình được đầm ấm và hạnh phúc. Ngược lại, trước năm 1975, vì thời cuộc của đất nước, và chúng tôi cũng giống như tất cả các sĩ quan dưới chế độ cũ cũng phải đi tập trung cải tạo, để lại một người vợ trẻ đã còn non trẻ và một đàn con thơ dài. Cuộc sống rất là khó khăn, nhưng mà chúng tôi may thay, chúng tôi đã gặp được một người vợ rất trung thủy và tự tin và xây dựng một sự sống tốt đẹp ngày hôm nay ở xin người. Một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị bà con thân thuộc và xin chúc quý vị một đêm gặp mặt vui vẻ và đầy ấn tượng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời lẽ vô cùng là trân trọng nhưng mà không kém phần xúc động vào mà Huy Hoàng cũng là một trong những người con của sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, và cho nên chắc là chúng ta cũng hiểu được cái sự gian nan của một người mẹ lo cho các con như thế nào. Xin được nhận nơi đây sự trân trọng và lòng kính phục hai cô chú rất nhiều. Trong lúc không có ba bên cạnh, mẹ là một người rất là háo vác, phải chịu đựng gánh vác công việc nặng nề trong gia đình. Mẹ đã làm lụng vất vả kiếm tiền, vừa bày dạy học vừa buôn bán để kiếm tiền nuôi chúng con ăn học. Những công lao to lớn của ba mẹ chúng con không bao giờ quên được, để khắc ghi công ơn của ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Nhân ngày vui hôm nay, con kính chúc ba mẹ luôn luôn sống khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu. Thưa ba mẹ, thưa quý bà con và các bạn bè thân hữu của tôi, vợ chồng chúng tôi và con xin có đôi lời tri ân đến ba mẹ của chúng tôi trong ngày kỷ niệm 50 năm. Phần có vợ tôi trước, nhưng mà sau khi chị Phương đã nói những lời tri ân đến ba mẹ của chúng tôi
thì vợ tôi cũng có những lời giống như vậy, cho nên tôi cũng không muốn lặp lại để cho mất thời gian. Riêng phần tôi là con rể thì tôi có những cái lời nói đặc biệt đến ba mẹ tôi. Thật vậy, cách đây khoảng 19 năm, khi ấy tôi chưa phải là cái câu mà đầu tiên mà đã nhớ đời của ba mẹ tôi là khi lúc đó tôi mới bắt đầu đi làm, chưa có tiền. Và thường thường khi đến xe phòng hay là mướn phòng mình phải đặt tiền phòng trước, nhưng mà tôi không có. Tôi thưa thật với lại ba mẹ tôi lúc đó là chưa có, để cuối tuần mới có được. Thì ba mẹ tôi đã nói lên chúng ta là tin người mà không có gì, nếu con không có gì nữa bỏ thêm nửa tháng hay một tháng cũng. Đó là cái lời mà tôi nhớ mãi đến bây giờ vẫn còn mang theo. Và sau đó một tháng thì ở chung trong gia đình đó, thì ba mẹ tôi biết tôi còn ba mẹ già bên Việt Nam và các em còn khổ cực, thì những người đó cần tiền giúp đỡ. Chẳng những đã cho được ở xe phòng mà còn khuyến khích tôi gửi tiền về Việt Nam nữa đó. Mà nếu không có sẵn lòng cho mượn, mặc dù ba mẹ lúc đấy chưa phải là ba mẹ họ, nhưng mà đã tỏ một tấm lòng như vậy, cho nên con vẫn nhớ hoài và xúc động. Có thể là ba mẹ thôi, ba mẹ ở bây giờ ổng có thể không còn nhớ được đó, nhưng mà riêng bản thân tôi rất nhớ. Và may mắn đây, 6 tháng sau tôi được cái diễm phúc nhất trên đời là ba mẹ tôi giao cho một người con gái thật là tuyệt vời, cả hình thức và nội dung thật thơ mẩy. Chứ tới cho tôi nói về hình thức, đó là một người không phải là nghĩa là hình thức là cao ráo đẹp đẽ dưới chỉ riêng là với mắt tôi, và vợ tôi cũng xác nhận là người đẹp nhất trong 7 chị em trong gia đình. Và tôi phải thực ra lúc đó tôi cũng không có phải là đại gia nữa, nhưng mà vợ tôi cũng không được chức gia. Còn cái chuyện đó là cái đó là còn về phần nội dung thì cái này mới là chính. Thật ra vợ tôi rất là giỏi đó, ba nhớ là ba là đã cho một người gái rất là giỏi, giỏi giỏi gọi là nói tóm lại gọi là giỏi tất cả rồi. Tôi xin lỗi thế nữa nào gọi là giỏi tất cả rồi. Tương thường bà con mà là tương thường khi có vợ nó gồm chúc cái đầu năm đứa con trai là đã tốt rồi, nhưng mà vợ tôi không ngờ đầu năm một đứa con trai, cuối năm luôn hai đứa con gái. Thì đó là điều mà bạn không biết, nhưng mà cuối cùng nhưng mà cũng chưa hết nữa. Thưa quý vị, thưa ba mẹ, ba mẹ đến cuối cùng ba mẹ còn coi tôi nghĩa là con rể mà coi giống như con ruồng. Tại sao vậy? Tôi xin đơn cử một cái ví dụ, không phải ví dụ thì khó nói là có nhiều chuyện ba mẹ tôi san sẻ luôn đó, ba mẹ họ san sẻ, nhưng mà trong khi vợ tôi không biết, tôi cũng không biết nữa. Đến sau đó vợ tôi hỏi anh có biết của nó không, tôi nói anh có biết rồi ba mẹ. Vợ tôi lại bàn rằng tại sao anh biết mà anh không nói cho em biết. Đó như vậy chứng tỏ là ba mẹ tin tưởng mình còn hơn là con rể. 50 năm kỷ niệm con thành công. Dạ con thành công nghĩa là có kính mời tri ân đến ba mẹ đã đối xử với con là ngay từ đầu chưa là con rể mà đến trở thành con rể là như vậy. Con xin kính chúc ba mẹ nghĩa là một ngày vui thật là trọn vẹn 50 năm. Và tiếp đó là 25 năm nữa, tức là 75 năm. Thật mới nghe thì nó có thể là impossible, nhưng với cái cách thức ăn uống của ba mẹ, là với cái nền y khoa của nước Mỹ, là chịu khó luyện tập thể dục, thì thêm 25 năm nữa cũng không phải là điều không thể có được. Cuối cùng thì xin cảm ơn quý vị và tất cả bà con cô bác và bà cụ của tôi đã lắng nghe vợ chồng tôi có một đôi lời tâm tình tri ân của vợ chồng tôi đến ba mẹ tôi. Một lần nữa xin cảm ơn. Cháu ra ngoài và cháu nội sẽ có những món quà để tặng cho ông bà. Xin mời ông bà lên sân khấu ạ. Một người trong nhóm cháu và hai cháu nội có lời để dạ nhân dịp 50 năm kỷ niệm ngày cưới của ông bà ngoại, chúng cháu xin chúc ông bà ngoại thật nhiều sức khỏe, ở bên các cháu thật lâu, và hôm nay chúng cháu có
bó hoa gửi tặng ông bà ngoại và một món quà nhỏ của tôi. Đưa tiền đây, tương đại diện cho ông xã tôi là cảm ơn tất cả quý vị có mặt hôm nay và đồng thời cảm ơn cả con và cả cháu để lo cái buổi tiệc hôm nay rất là chu toàn. Một lần nữa xin cảm ơn hoa với lại cảm ơn cái quà của cả con, cả cháu. Quý nghĩa thành trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm này thì nó thể hiện được cái tình cảm của tôi đối với bà xã và nữa đó. Tuy hát không hay nhưng mà cũng cố gắng hát quy đi và nghe. Yêu đương yêu ơi, đó là tình yêu chúng ta. Bờ môi mua hương tóc rũ quay mềm ngày dài hồn anh mãi tương tư gọi tên em lòng đau nức đến mưa anh mơ sẽ bên em cho đến tận cuộc đời đi. Rồi mai đây anh sẽ đón em về mở cửa hồn em vào đó dăm chơi em có thấy tình anh ngát hương hoa ngày tận mai một đời vì em thôi. Đôi khi có những mùa giông bão qua đây em thấy đời là như lao này em đừng giấu mùa phiền trong bất sâu đừng giấu bàn tay trong tóc mây hãy ngửa đầu lên vai anh em sẽ thấy mùa xuân về rất nhẹ từ trái tim anh nằm nạt yêu em. Nếu yêu có điều gì vĩnh cửu được thì anh ơi đó là tình yêu chúng ta. Bờ vai hoa thương tóc gió buồn về tình gian lao như dòng suối vây quanh dù mai đây hương mùa cũng vui vơi anh vẫn sẽ yêu em như những ngày trẻ dài. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. Dù mai đây chẳng có bên thềm và ngày mùa thu tàn kéo quay rồi mùa đông vội vã đến bên ta anh giữ mãi lời nguyện cùng mình em rồi mùa đông vội vã đến bên ta anh giữ mãi lời nguyện cùng bên thank you.
Lòng anh hạnh phúc khi anh có em bên cạnh. Dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào. Tìm đâu một nửa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn và cùng nhau sắt chia. Cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào và anh có tốt không. Sẽ là đôi vai ấm như em cần, rồi những lo lắng, những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười cầm tay nói với anh. Vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy. Ngày cưới của ông bà ngoại, con chúc ông bà ngoại luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu với các cháu. Và con nhân dịp 50 năm ngày cưới của ông bà, con xin chúc ông bà ngoại luôn ông bà ngoại luôn mạnh khỏe và sống lâu với con cháu. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà ngoại, con xin chúc ông bà ngoại luôn luôn vui vẻ, trẻ mãi, sống lâu với con cháu và thật là hạnh phúc bên nhau đến trăm tuổi. Nhân dịp ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà ngoại, con chúc ông bà ngoại mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe, sẽ sống lâu. Kỷ niệm 50 năm ngày đám cưới ông bà ngoại, your favorite grandchild. That's it. Biết sống cho ngày mai, và rồi anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng.